Xin chào tất cả mọi người, Lương Đức on the mic. Các bạn theo dõi CoinRes TV, kênh phân tích chuyên sâu độc quyền vào blockchain và crypto. Đúng như tiêu đề, đây là một video dành cho người mới. Trong thời gian vừa rồi, có rất nhiều người mới tham gia trong group của mình và gửi cho mình những câu hỏi đại loại như là: em đang định tìm hiểu về crypto mà đang chưa biết bắt đầu từ đâu vì thị trường là nó rộng lớn quá. Em mới bắt đầu tìm kiếm thông tin và được đưa ra rất nhiều kèo ngon, nhưng em chưa biết phải thao tác như thế nào cả. Nếu như bạn cũng có những câu hỏi như vậy thì đây nhất định là video bạn cần phải xem và thực hành ngay lập tức. Để bắt đầu một hành trình mới, khâu chuẩn bị của bạn phải rất tốt. Bạn phải có bản đồ, lương thực, phải có hành trang bảo hộ, phải kiên trì với mục tiêu ban đầu và không được bỏ cuộc. Có như vậy, chúng ta mới có thể phá đảo thế giới ảo và trở thành người chiến thắng trong thị trường tài chính này được. Bây giờ, ví dụ bạn được bắn một cái kèo thơm nói rằng ở trên sàn Johnny Pop đang có chương trình tặng quà, bạn cần mua ngay đồng coin DBR trong ngày hôm nay để nhận được thưởng. Khi đấy bạn mới lò dò đi đăng ký tài khoản trên sàn, xong rồi còn đợi xác thực thông tin, rồi bỗng giật mình trong đêm vì quên chưa tạo ví, rồi chợt nhận ra là còn chưa biết cách mua coin, swap coin thế nào. Lúc bây giờ thì các lỗi thao tác, lỗi hệ thống mới bắt đầu phát sinh và xuất hiện. Đợi bạn xử lý xong tất cả thao tác đó thì còn cái nịt. Thế nên để luôn sẵn sàng nắm bắt các cơ hội, các nhà đầu tư mới cần chuẩn bị những gì? Thì đây là 5 bước thao tác cần làm ngay với các nhà đầu tư khi mới bắt đầu với crypto. Thì cái thao tác đầu tiên đó là cập nhật các thông tin về xu thế biến động thị trường mới nhất. Thì thay vì việc là hàng ngày vào lướt Facebook, vào Thế Anh 28 để xem những tin tức giải trí, thì các bạn hãy dành ra 10 đến 30 phút mỗi ngày để vào xem những website phân tích chuyên sâu về crypto để đọc và tìm kiếm thông tin. Mình đề xuất cho các bạn hai trang web, đó là coindesk.com và coindesk.net. Ở coindesk.com, các bạn sẽ tìm thấy tất cả những tin tức mới nhất về thị trường, giá của các đồng coin, những sự kiện sắp và đang diễn ra một cách rất chi tiết, được phân bổ theo từng hạng mục để dễ dàng theo dõi. Còn nếu như bạn đang yếu tiếng Anh và muốn tiếp cận với góc nhìn của những chuyên gia người Việt thì bạn có một lựa chọn tuyệt vời nữa là coindesk.net. Với những chuyên gia người Việt và những đội ngũ phát triển và nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm thì coindesk.net đã và đang mang đến cho cộng đồng những cái tin tức rất là hữu ích dành cho cả những người mới và những nhà đầu tư có kinh nghiệm. Thao tác thứ hai đó là phân tích dự án và thiết lập cho mình một portfolio những đồng coin yêu thích. Thế thì sau khi nghiên cứu thị trường hay được bắn những cái kèo ngon thì bản thân bạn phải có những đánh giá, những phân tích dự án cho riêng bản thân mình. Bởi vì xem 10 dự án thì có khi cũng chỉ chọn được 2 đến 3 dự án theo đúng sở trường cũng như tầm nhìn của bản thân mà thôi. Thì hãy tạo cho mình tài khoản ở trên hai trang web, đó là coinmarketcap.com và tradingview.com. Ở coinmarketcap thì các bạn có thể là tra cứu tất cả những thông số quan trọng, những dự án yêu thích, những nguồn gốc và thậm chí tương lai của những dự án đó. Và sau đó thiết lập cho mình một portfolio những cái đồng coin ở trong tầm ngắm của bạn để tiện theo dõi. Ngoài ra thì còn có những kèo kiếm tiền hoàn toàn miễn phí ở trên này nữa. Còn với TradingView thì đó, bạn có thể theo dõi biểu đồ giá của mọi thị trường và kết nối giao lưu với nhiều nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới. Khi học về phân tích, kỹ thuật, học về các đường chỉ báo thì TradingView sẽ cung cấp cho bạn tất cả những công cụ để vẽ trạng, để dự đoán tình hình, dự đoán giá của đồng coin mà bạn đang quan tâm. Và đến thao tác thứ ba, đó là tạo một chiếc ví cứng để đựng tiền. Thì cũng giống như tài khoản ngân hàng của bạn thôi. Bạn muốn mua coin, muốn chuyển coin cho người khác, swap tỷ giá giữa các đồng coin với nhau thì bạn phải có một chiếc ví để lưu trữ. MetaMask hay là Trust Wallet hay là C98 thì đều là những cái ví nổi tiếng được nhiều người tin dùng. Hãy tạo ngay cho mình một chiếc ví và nhớ quan trọng nhất là phần bảo mật. Bản thân mình thì mình đang dùng MetaMask và mình đã có một video hướng dẫn mở cái ví này ngay trên kênh CoinRes TV rồi. Anh em có thể vào và mở lại để xem. Thao tác thứ tư là tạo tài khoản ở trên các sàn phi tập trung. Điển hình nhất hai sàn là Uniswap và PancakeSwap. Thì hãy tạo tài khoản và sau đó tập giao dịch, tập swap coin từ ví sang các sàn này đi cho nó quen. Giao dịch mỗi lần thì khoảng tầm 10-20 đô thôi. Xem là mình sẽ gặp phải lỗi gì, cách khắc phục ra làm sao, chỗ nào không hiểu, không biết thì có thể là comment ở đây.
mình sẽ hỗ trợ trả lời cho các bạn. Thao tác thứ 5 là tạo tài khoản ở trên các sàn top đầu trên thế giới và đừng quên xác thực thông tin của nó nha. Phải kể đến những cái sàn nhiều người sử dụng nhất như là Binance, Worldbuy, Get.io, Max, KuCoin. Thế thì tại sao lại phải có nhiều tài khoản ở các sàn như vậy? Thì mình lấy một cái ví dụ như thế này. Ở mỗi một quán bar nổi tiếng, trong menu họ đều có một loại rượu gọi là signature của quán. Nhắc đến các loại rượu này là phải nhớ đến thương hiệu của người làm ra nó. Và nhiều khi tiểu khách đến quán chỉ đơn giản là muốn được thưởng thức cái loại rượu signature ấy thôi. Thì các sàn nó cũng như vậy. Mỗi một sàn đều có những chiến lược phát triển khác nhau, ưu thế khác nhau và cách marketing khác nhau. Họ sẽ có những cái dự án độc quyền, những kèo airdrop, những kèo IDO độc quyền. Và khi bạn nhận được những nguồn thông tin tốt thì bạn phải luôn sẵn sàng tất cả để bắt đầu. Ví dụ như ở cái sàn Huobi hiện tại đang có những cái liên quan đến việc tiền thưởng dành cho việc đăng ký lên tới 300 đô và cộng 40 Dogecoin này. Còn cái việc xác thực thông tin cơ bản thì là bạn cần một passport hoặc là chứng minh thư, điện thoại để chụp ảnh show file, đôi khi thì cần cả dùng cả Google Authentic để chứng minh rằng tài khoản này là chính chủ. Và khi xác thực xong thì bạn mới bắt đầu giao dịch với những hạn mức tốt được. Thì với 5 cái thao tác như trên là bạn đã đủ hành trang để sẵn sàng cho tất cả các bước tiếp theo khi tham gia thị trường crypto rồi. Hãy dành ra một vài ngày để làm hết các thao tác đó, thậm chí làm đi làm lại cho nó quen đi. Phát sinh lỗi xử lý ngay đi. Rồi tiếp theo là chuẩn bị cho mình những kiến thức từ nền tảng cho đến chuyên sâu để có thể đưa ra quyết định một cách đúng đắn. Cùng với đó, đừng quên lựa chọn những người đồng hành, những cộng đồng chất lượng để tham khảo thêm những thông tin, những góc nhìn tích cực về thị trường. Nếu như các bạn có thêm câu hỏi gì, có muốn mình làm video chi tiết về những cái thao tác ở trên thì hãy comment dưới đây để mình biết là mong muốn các bạn và làm theo yêu cầu. Hãy like và subscribe kênh để ủng hộ mình có thêm động lực để ra nhiều video mới. Đừng quên bật chuông thông báo cũng như join vào trong group của CoinRes để nhận thêm nhiều thông tin, không bỏ lỡ bất kỳ một thông tin hữu ích nào nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. We'll be right back.